Đau mắt ở cửa hàng kính, coi chừng bị cận thị giả mà không biết. Tình trạng cận thị giả hay còn gọi là giả cận thị khá phổ biến ở nhiều trẻ em và đối tượng nhân viên văn phòng. Tuy nhiên lại rất ít người biết đến tật mắt này. Nhiều trường hợp đau mắt ở cửa hàng kính và đang phải đeo kính cận do nhầm lẫn bị cận thị, dẫn đến việc mắt phụ thuộc hoàn toàn vào kính và trở thành tật mắt cố hữu. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ về tật cận thị giả này nhé! Triệu chứng cận thị giả cũng giống như cận thị thật, như mắt mỏi, nhìn xa không thấy, nhức đầu, chảy nước mắt và khó khăn khi ghi chép sau một thời gian dài làm việc trong cự ly gần. Những trường hợp này đến khám tại các cửa hàng cắt kính thì rất khó để phân biệt cận thị giả hay thật. Vì ở đó hầu hết người làm ở cửa hàng cắt kính chỉ là kỹ thuật viên, không đủ chuyên môn để phân biệt. Có một số cái trường hợp mà các cháu nó bị cận thị giả do cháu nhìn gần một thời gian quá lâu với cường độ quá mạnh. Thì có một số cháu thì sau một thời gian như vậy thì mắt nó bị mờ. Thì khi đến tìm kính thì một số nơi họ nói cái này cận thị. Họ đo ra nói cần 2-3 độ, họ cho đeo kính 2-3 độ. Nhưng thực chất các cháu không có bị cận, các cháu chỉ bị cận giả thôi. Cận thị giả là sự chuyển thể tạm thời, không liên tục về mặt khúc xạ của con mắt sang tình trạng cận thị. Khi đó, ảnh của vật được nhìn sẽ hội tụ trước võng mạc giống như tật cận thị do sự co thắt thoáng qua của cơ mi làm tăng công suất khúc xạ của mắt. Hầu hết khách hàng đến sau khi đo thị lực sẽ được chỉ định cắt kính để đeo, kể cả cận thị giả. Điều này làm cho mắt lười điều tiết và phụ thuộc vào kính dẫn đến tật cố hữu. Mặt khác, phụ huynh nên biết khi đo kính cho người cận thị, loạn thị thì việc nhỏ thuốc điều tiết mắt để kiểm tra là bắt buộc. Nhưng thực tế, hầu hết các cơ sở khám mắt tư nhân, các cửa hàng bán kính đều bỏ qua công đoạn này vì sợ mất thời gian. Do không làm đúng quy trình nên kết quả kiểm tra thường không chính xác. Trong đó, việc chủ quan không đi khám mà tự ý cắt kính của người bệnh là nguyên nhân chính khiến bệnh này càng tiến triển. Đối với các bác sĩ chuyên khoa mắt, việc chuẩn đoán cận thị giả không khó, nhưng chỉ dựa vào các chỉ số của máy tại các cửa hàng kính thì sẽ rất khó phát hiện chính xác bệnh. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết việc điều trị mắt cận thị giả rất đơn giản. Thì với những trường hợp như vậy thì chúng tôi có thể cho thuốc nhỏ atropine nhỏ thời gian 1-2 tuần thì sau đó mắt cho cháu trở lại bình thường. Mặc dù phương pháp điều trị cận giả khá đơn giản, nhưng các bác sĩ khuyến cáo nếu không kịp thời có chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ cho mắt thì rất có khả năng cận giả sẽ trở thành cận thật. Vì vậy, người dân khi phát hiện mắt có dấu hiệu cận thị thì nên tìm đến bệnh viện thăm khám để chữa trị. Tránh trường hợp đo mắt ở các cửa hàng kính rồi mang kính dẫn đến mắt bị phụ thuộc hoàn toàn và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe mắt sau này. Đôi mắt là cánh cửa dẫn bạn đến thế giới bên ngoài. Theo thời gian, cánh cửa này sẽ khép dần và đến một thời điểm nào đó nó sẽ khép lại hoàn toàn. Vì vậy, ngay từ bây giờ, bạn nên lưu tâm đến đôi mắt của mình. 1. Chăm sóc mắt với chế độ dinh dưỡng. Cách chăm sóc mắt đơn giản mà hiệu quả nhất chính là ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Các hoạt chất như axit béo omega 3, lutein, kẽm và vitamin A cũng như vitamin E có khả năng hỗ trợ bạn hạn chế gặp phải những vấn đề về thị lực liên quan đến tuổi tác như thoái hóa điểm vàng hay đục thủy tinh thể. Để biện pháp này phát huy tối đa công dụng của nó, hãy lên thực đơn hàng ngày với những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe mắt như sau. Các loại rau lá xanh bao gồm rau bó xôi, cải xoăn và bắp cải, cá hồi, cá ngừ và những loại cá béo khác. Trứng và các loại hạt, đậu và các nguồn protein đến từ động vật. Cam và các loại trái cây hoặc nước ép, hàu và thịt heo. Một chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng cũng sẽ hỗ trợ duy trì cân bằng khỏe mạnh. Điều này giúp bạn giảm thiểu tỷ lệ béo phì và đối mặt với các bệnh liên quan như bệnh tiểu đường type 2, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực vĩnh viễn ở người lớn. 2. Bỏ thuốc lá. Hút thuốc lá không chỉ tổn thương các cơ quan nội
Nếu bạn thường xuyên tiếp xúc với hóa chất trong công việc hay môi trường sống tại khu vực bạn đang ở bị ô nhiễm, hãy sử dụng kính bảo hộ như một biện pháp bảo vệ và chăm sóc mắt. Ngoài ra, một số môn thể thao vận động mạnh cũng có nguy cơ dẫn đến chấn thương mắt. Hãy đeo kính bảo hộ chuyên dụng khi tham gia những hoạt động này để che chắn cho mắt bạn. 5. Hạn chế tiếp xúc với màn hình máy tính. Bạn nên bỏ thói quen sử dụng các loại máy tính hoặc điện thoại trong thời gian dài vì nó có thể gây ra tình trạng mỏi mắt, tầm nhìn mờ, khó tập trung nhìn vào một vật cụ thể, khô mắt, nhức đầu, đau cổ, lưng và vai. 6. Thường xuyên khám mắt đúng định kỳ. Tất cả mọi người đều cần khám mắt đúng định kỳ, ngay cả trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi. Việc này góp phần chăm sóc mắt và bảo vệ thị lực hết mức có thể. Bên cạnh đó, kết quả từ việc khám mắt cũng có thể cho biết bạn có đang gặp phải những vấn đề liên quan đến thị lực, chẳng hạn như tăng nhãn áp hay không. Càng sớm được chuẩn đoán, bệnh sẽ càng được điều trị dễ dàng và hiệu quả. Khám mắt cũng có thể tìm thấy các bệnh như bệnh tăng nhãn áp không có triệu chứng. Điều quan trọng là bạn cần phát hiện ra chúng sớm để điều trị dễ dàng hơn.